Trong năm 2016 vừa qua thì diện tích trồng cacao của Việt Nam đã có xu hướng giảm. Tuy nhiên thì chất lượng của hạt cacao và về lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ cacao thì vẫn đang được đánh giá tốt trên thị trường thế giới. Mặc dù vậy thì để thực hiện giấc mơ lớn hơn, đưa thương hiệu cacao Việt Nam ra tầm quốc tế thì vẫn cần có những sự đầu tư khác và mạnh mẽ hơn. Hôm nay chúng tôi có một cuộc trao đổi với ông Trần Văn Liên, một người làm việc trong lĩnh vực sản xuất cacao và cũng là phó chủ tịch của câu lạc bộ doanh nhân ngôi sao Việt, để có thể bàn rõ hơn về tình hình sản xuất ngành cacao trong năm 2016 và những thuận lợi cũng như thách thức trong năm 2017 tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Vui vì ngày hôm nay có thể trò chuyện với ông về tình hình ngành cacao Việt Nam. Ông có nhận xét gì về tình hình cacao Việt Nam trong năm 2016 vừa qua? Cái ngày 16 vừa qua đó thì tiếp tục tăng trưởng, tức là nếu mà các bạn nhìn thấy cái ngành về commodity á, nếu mình chỉ đơn giản là mình trồng cây cacao để mình lấy hạt để xuất khẩu đó, thì rõ ràng là năm vừa qua là năm kém bởi vì giá hạt cacao trên thế giới đang xuống. Còn nếu các bạn nhìn ở cái dạng gọi là cái thực phẩm cuối cùng mà bạn có thể đưa ra bàn ăn hoặc là đưa vào siêu thị đó, thì mức độ tăng trưởng là khoảng 30%. Thì bây giờ các bạn có thể thấy được là sản lượng nó không có phát triển cao, nó còn rất là chậm. Thì khi mà các cái thuế quan được dỡ bỏ đó, thì đôi khi là mình có thể mua từ hạt của Malaysia hoặc Indonesia là nó rất là gần với Việt Nam. Và mình có thể là dùng các cái nguồn hạt từ các quốc gia lân cận để mà phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. Nhưng cái quan trọng ở đây đó là không còn ở chỗ là cái hạt từ đâu nữa, mà khi bạn đã xây dựng cái thương hiệu cho mình, một cái branding nhất định rồi đó, và chất lượng nó sẽ đi theo cái branding đó, thì lúc đó người tiêu dùng họ sẽ chấp nhận cái sản phẩm của bạn theo cái branding mà bạn đã xây dựng và theo cái hệ thống phân phối mà bạn đã chọn. Có nghĩa là tôi nói một cách khác, mình có thể độc lập được với cái nguồn cung ứng của hạt. Cho nên năm nay nó vẫn, nếu mà xét theo cái ngành công nghệ thực phẩm thì ngành cacao phát triển là gần 30%. Còn nếu mà xét về các cái commodity, tức là về hàng hóa xuất khẩu thôi đó, thì giá nó đang xuống. Trong năm 2016 vừa qua thì diện tích trồng cây cacao của Việt Nam mình đã ghi nhận một sự sụt giảm. Vậy thì thưa ông, cái vấn đề này nó có ảnh hưởng đến tình hình sản xuất cacao của Việt Nam hay không? Cái sản lượng cacao Việt Nam giảm xuống là do chọn sai cái địa điểm mà thôi. Người ta không thể nào đưa cái cây cacao về đồng bằng sông Cửu Long được. Bởi vì đồng bằng sông Cửu Long là cái nơi phì nhiêu và đất rất là tốt, và nó cạnh tranh được rất nhiều cây khác nữa, chứ không phải là chỉ có cái một loại cây, hai loại cây. Cho nên nếu mình đưa cây cacao mà cạnh tranh với những cái cây ăn trái khác đó, thì nó làm cho người nông dân phải suy nghĩ lại trong cái việc là có nên phát triển cacao hay không, trong khi tôi đang làm rất tốt với các những sản phẩm khác. Đó kia là crop competition đó, tức là mình nên chọn cây gì đó. Cho nên là tôi nghĩ là Việt Nam mình chọn sai địa điểm thôi, chứ thực sự là cây cacao là tương lai nó vững vàng, bởi vì đó là thực phẩm dành cho người giàu. Những cái quốc gia giàu có đó là tiêu thụ toàn bộ cái sản lượng cacao trên thế giới sản xuất ra. Mỗi năm sản xuất được 3,5 triệu tấn đó, thì chỉ có châu Âu với lại Bắc Mỹ, nói chung là Hoa Kỳ đó, là sử dụng hết rồi. Nên nó lúc nào cũng tạo một cái sự là gọi là cầu thế này mà cung nó thế này thôi. Là quan điểm của tôi lặp đi lặp lại là đó là đất hương quả ông bà để lại. Một gia đình có 1 hectare thì có 5 người con là chia thành làm tư rồi. Thì 4 người con đó đâu phải người nào cũng đồng ý làm cây cacao đâu. Và đất đó có khuynh hướng càng ngày nó sẽ manh mún nữa, và nó sẽ tới càng ngày nó càng nhỏ đi, và quy mô công nghiệp sẽ không bao giờ đạt được. Đó là lý do tại sao mà nếu mình làm lại đó thì phải chọn những cái vùng đất khác. Tôi nghĩ là Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu là những cái khu đó có thể là làm với dạng quy mô công nghiệp được. Hoặc là sen canh là trồng với cây điều hoặc là các loại cây khác. Nếu đồng bằng sông Cửu Long thì phải sen canh với những cái loại cây khác để có thể phát triển cây cacao. Nhưng mà nói chung là nếu mà phát triển cacao rồi mà cái mô hình kinh doanh không thay đổi, có nghĩa là vẫn mua hạt đi xuất khẩu là commodity á, thì câu chuyện nó cũng bi đát như là gạo hoặc là cà phê mà thôi. Làm thế nào để ngành cacao Việt Nam phát triển trong năm 2017 tới? Ngành cacao muốn phát triển đó thì nó là một cái chuỗi, nó giống như dòng sông vậy đó, nó có thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Nếu mà chính phủ chỉ nhìn thấy là thượng nguồn, tức là trồng cây và dùng tất cả các nguồn viện trợ của các chính phủ khác để đầu tư cho trồng cây, mà quên đi trung nguồn, có nghĩa là phải dùng cái hạt cacao để nghiền ra một cái thực phẩm đầu vào, và hạ nguồn đó là phải đi tới bàn ăn, tức là để người khách hàng có thể để vô miệng được,
Thì trong thời gian 10 năm vừa qua tôi thấy rằng là chính phủ đầu tư thượng nguồn như rất là nhiều, nhưng mà không có một ý tưởng gì về trung nguồn và hạ nguồn, cho nên cái ngành cacao nó bị èo uột và không phát triển. Nếu thực sự bây giờ đó mà muốn làm đó thì phải hỗ trợ những cái doanh nghiệp cacao để họ xây dựng những cái thương hiệu, xây dựng những cái hệ thống phân phối, và mình sẽ có tổ chức những cái buổi hội thảo để những cái hệ thống phân phối khác nó tham gia vào. Xin lỗi, bây giờ Cốp Mạc có thực lòng muốn là phân phối các sản phẩm cacao Việt Nam hay không? Mặc dù chính phủ nói là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, nhưng mà thực sự là các hệ thống phân phối nó hững hờ, nó không có quan tâm gì hết. Cho nên câu trả lời ngắn gọn dành cho bạn đó là nếu mà thực sự dòng sông nó có ba trung nguồn, thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn thì chính phủ phải làm hết thì mới thành công được. Chứ hiện nay mới dừng lại ở thượng nguồn thì không có thành công.